Kính chào Vy và các bạn đang đến với bản tin sáng hàng ngày trên kênh Hoàng Linh Vlog. Hôm nay có một số thông tin đáng chú ý như sau. Vĩnh Long trong ngày 4 tháng 10 ghi nhận 7 trường hợp nghi nhiễm Covid-19 mới. Hàng chục ngàn người tiếp tục về quê, các tỉnh lê quay lo cơm nước. Tỉnh An Giang và Sóc Trăng đề nghị người dân không nên tự về quê. Bộ Y tế hướng dẫn xét nghiệm, cách ly khi di chuyển giữa các vùng nguy cơ. Và không để Vy và các bạn đợi lâu thêm nữa, hãy cùng tôi đến với những tin tức nóng hổi nhất nhé. Mở đầu video như thường lệ là thông tin về số liệu diễn biến dịch bệnh Covid-19. Từ 18 giờ ngày 3 tháng 10 đến 18 giờ ngày 4 tháng 10 năm 2021, Vĩnh Long ghi nhận 7 trường hợp nghi nhiễm Covid-19 mới. Cụ thể, 7 trường hợp này là công dân từ thành phố Hồ Chí Minh về, được cách ly tại các khu cách ly trường Cao đẳng Vĩnh Long cơ sở 2, 3 trường hợp, trung tâm công tác xã hội cơ sở 4, 1 trường hợp, trung tâm y tế huyện Long Hồ 2 trường hợp và trung tâm y tế huyện Tân Bình 1 trường hợp. Như vậy, kể từ đầu dịch đến nay, Vĩnh Long có 2.300 ca nhiễm đã công bố và 7 trường hợp nhiễm mới chờ Bộ Y tế công bố. Thông tin thứ hai mà kênh Hoàng Linh Vlog tổng hợp được về việc hàng chục ngàn người tiếp tục về quê, các tỉnh lê quay lo cơm nước. Cụ thể, hàng chục ngàn người tiếp tục về quê trong đêm khiến các tỉnh miền Tây phải đau đầu lo cơm nước và nguy cơ vỡ trận khi dòng người về ngày càng đông. Ngày 4 tháng 10, ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh An Giang cho biết, từ ngày 1 đến ngày 4 tháng 10, số lượng người dân An Giang từ ngoài tỉnh tự phát trở về địa phương gần 30.000 người. Riêng đêm 3 tháng 10, có trên 7.700 người về quê bằng phương tiện cá nhân, vượt quá quy mô, khả năng cách ly và điều trị của tỉnh. Ủy ban dân tỉnh An Giang thống nhất quan điểm, tổ chức tiếp nhận các công dân ngoài tỉnh tự phát về đến cửa ngõ của tỉnh, đảm bảo tổ chức đưa đón về địa phương trật tự, an toàn. An Giang yêu cầu các huyện, thị xã, thành phố tăng cường tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông, khuyến nghị người dân nên ở lại nơi đang tạm trú để ổn định cuộc sống. Trong trường hợp có nguyện vọng trở về quê thì đăng ký với chính quyền địa phương để được hỗ trợ. An Giang đã quyết định thành lập ban tổ chức tiếp nhận công dân ngoài tỉnh về địa phương do Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh An Giang Lê Văn Phước làm trưởng ban. Các huyện khẩn trương thành lập 2 tổ công tác tiền phương và hậu phương. Ủy ban dân tỉnh An Giang thống nhất hỗ trợ tiền ăn đối với công dân An Giang ngoài tỉnh tự phát về địa phương đang thực hiện cách ly tập trung với định mức 40.000 đồng một người một ngày trong vòng 7 ngày tính từ ngày 3 tháng 10 từ nguồn ngân sách. Thống nhất hỗ trợ mỗi huyện 500 triệu đồng và mua 200 tấn gạo từ nguồn quỹ phòng chống dịch bệnh Covid-19 và hạn hán của tỉnh An Giang để hỗ trợ các địa phương trong công tác đón công dân về quê. Tại Đồng Tháp, ông Đoàn Tấn Bửu, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Đồng Tháp cho biết, trong đêm 3 tháng 10, có gần 5.000 người về quê Đồng Tháp. Tính từ ngày 1 tháng 10 đến nay, đã có gần 16.000 người tự phát về quê. Ủy ban dân tỉnh Đồng Tháp cũng đã có văn bản gửi các địa phương về việc cách ly người tự phát về quê. Theo đó, người đã tiêm 2 mũi vaccine hoặc F0 chữa khỏi bệnh thì được cách ly tập trung 3 ngày. Nếu tiêm 1 mũi vaccine thì cách ly tập trung 7 ngày. Hai nhóm này, sau khi có xét nghiệm âm tính, sẽ cho về cách ly tại nhà 14 ngày. Còn người chưa tiêm vaccine sẽ cách ly tập trung 14 ngày theo quy định. Tất cả chi phí xét nghiệm đều do người dân chi trả. Tại Sóc Trăng, ông Trần Văn Lâu, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Sóc Trăng cho biết, trong đêm 3 tháng 10, lãnh đạo của tỉnh và các lực lượng chức năng thức suốt đêm để đón người dân về quê. Lượng người dân về quê còn nhiều hơn đêm trước, thống kê chưa đầy đủ nhưng không dưới 20.000 người. Trong những ngày qua, người dân Sóc Trăng ở các tỉnh thành phố trở về quê đã khoảng 50.000 người. Trong khi đó, khả năng tiếp nhận cách ly tập trung và điều trị của địa phương chỉ khoảng 30.000 người. Lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng kêu gọi sự ủng hộ của các nhà hảo tâm chung tay góp sức cùng với tỉnh chăm lo cho người dân. Vì hiện tại, tình hình đã vượt quá khả năng của tỉnh Sóc Trăng. Mong người dân chia sẻ và tạm dừng về quê để tỉnh tập trung tổ chức cách ly điều trị. Những người dân đã về, sau đó 15 ngày, ổn định xong, sẽ tổ chức đón bà con về quê. Phần cuối của video là thông tin về việc Bộ Y tế hướng dẫn xét nghiệm, cách ly khi di chuyển giữa các vùng nguy cơ. Cụ thể, Bộ Y tế vừa có văn bản gửi Ủy ban dân thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Long An và các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương về việc xét nghiệm, cách ly và phòng chống dịch bệnh Covid-19 đối với những người di chuyển giữa các vùng nguy cơ. Theo đó, 1. Đối với người đi từ khu vực có nguy cơ rất cao, khu vực có nguy cơ cao đến vùng nguy cơ tương đương hoặc thấp hơn.
với những người đã tiêm đủ liều vaccine phòng COVID-19 hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 trước khi di chuyển, thực hiện xét nghiệm PCR hoặc xét nghiệm nhanh kháng nguyên trong vòng 72 giờ kể từ thời điểm lấy mẫu. Khi đến nơi thực hiện tự theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi cư trú trong vòng 7 ngày, thực hiện thông điệp 5K và xét nghiệm PCR hoặc xét nghiệm test nhanh kháng nguyên với mẫu đơn 2 lần vào ngày đầu tiên và ngày thứ 7. Trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 thì xử trí theo đúng quy định. Đối với người chưa tiêm đủ hoặc chưa tiêm vaccine phòng COVID-19 trước khi di chuyển, thực hiện xét nghiệm PCR hoặc xét nghiệm nhanh kháng nguyên trong vòng 72 giờ kể từ thời điểm lấy mẫu. Sở Y tế nơi tiếp nhận dựa trên sự đánh giá dịch tễ và tình hình dịch bệnh trên địa bàn xem xét việc cho người dân từ nơi khác về tự cách ly tại nhà, nơi cư trú, hướng dẫn người dân thực hiện thông điệp 5K và làm xét nghiệm nhanh kháng nguyên định kỳ 2-3 ngày một lần, hoặc tổ chức xét nghiệm PCR mẫu đơn hoặc mẫu gộp 5-7 ngày một lần cho người dân đến khi đủ 14 ngày. Trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 thì xử trí theo đúng quy định. 2. Đối với người đi từ vùng có nguy cơ đến khu vực có nguy cơ tương đương hoặc khu vực bình thường mới. Theo văn bản của Bộ Y tế, với người đã tiêm đủ liều vaccine phòng COVID-19 hoặc đã khỏi bệnh, thì thực hiện nghiêm thông điệp 5K và hạn chế tiếp xúc, tự theo dõi sức khỏe tại nhà và nơi cư trú trong vòng 14 ngày kể từ ngày về địa phương. Đồng thời, thông báo ngay cho cơ quan y tế trên địa bàn trong trường hợp xuất hiện các triệu chứng sốt, ho, đau họng, khó thở, giảm hoặc mất vị giác hoặc khứu giác. Với những người chưa tiêm hoặc chưa tiêm đủ liều vaccine phòng COVID-19, thực hiện nghiêm thông điệp 5K, cách ly tại nơi cư trú trong vòng 7 ngày kể từ ngày về địa phương và tiếp tục hạn chế tiếp xúc, tự theo dõi sức khỏe tại nhà trong vòng 14 ngày tiếp theo. Thực hiện xét nghiệm PCR hoặc test nhanh kháng nguyên mẫu đơn 2 lần vào ngày đầu tiên và ngày thứ 7 trong thời gian cách ly y tế tại nhà, nơi cư trú. Bộ Y tế cũng đã nêu rõ, người dân đi từ khu vực nguy cơ thấp đến khu vực nguy cơ cao hơn, Sở Y tế trên địa bàn tiếp nhận người đến dựa trên đánh giá dịch tễ và tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn để hướng dẫn theo dõi, cách ly, lấy mẫu xét nghiệm trong trường hợp cần thiết. Trên đây là một số thông tin về tình hình diễn biến dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long và một số thông tin khác. Nếu có thông tin đáng chú ý cần chia sẻ, mọi người hãy gửi thêm thông tin cho ekip lại kênh qua địa chỉ Facebook bên dưới phần mô tả của video. Nội dung trong video chỉ mang tính chất tham khảo. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Nếu thấy nội dung này hay, hãy bấm like và subscribe để xem thêm nhiều video hay hơn nữa.